Xin kính chào quý của truyền hình SCT. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự 247 với Đỗ Dũng. Thưa quý vị, hôm trước tôi có kể cho quý vị chuyện nghe cách đây 2 ngày cái câu chuyện mà ông Joe Biden bị một người dân gọi là Let's Go Brandon một câu chửi ông. Mà nhiều người cho đó là những như một món quà Giáng sinh mà ông Biden nhận. Mặc dù ông đã nói rất là tình bơ Let's Go Brandon, I agree. Nhưng mà cũng trong ngày đó, trong thời điểm đó, vị tiền nhiệm của ông là ông cựu tổng thống Donald J. Trump cũng bị một món quà, bị một món quà. Đó là gì? Ông Alex Young, người chủ cái trang web Infowars, gọi ông Donald J. Trump là một kẻ quý quyệt, một con người ngu dốt khi phát biểu về vaccine COVID-19. Tại sao nó như vậy? Ông Alex Jones và và Infowire là thường xuyên là một trang web là fan cực kỳ cứng của ông Trump. Là cái nơi mà chuyên môn đưa tin đẻo và đưa những thuyết âm mưu để mà tẩy não thành phần mà bị coi là, người ta coi rằng là thành phần. Trình cực kỳ thấp. Mới nghe cái ông này mà người ta ra rất nhiều. Trình thấp lắm, dễ bị tẩy não. Ông này chuyên môn tẩy não và ông tẩy não những người này để trong trâm hưởng. Ví dụ, ông Alex Yon đã bị tòa phán quyết và trách nhiệm khi ông nói rằng cái vụ thảm sát ở trường học Sandy Hook ở Connecticut cách đây vài năm là chuyện không có thật, chuyện bịa ra. Ông còn đưa ra nhiều cái thuyết âm mưu khác. Và ông chống kích vaccine luôn. Ông tham gia vào cái cuộc bạo động vào ngày 6 tháng Giêng luôn ở tại Quốc hội mặc dù ông không bước vào trong tòa nhà nhưng ông có đứng bên ngoài và trước đó nhiều ngày ông vận động cái cuộc là nổi loạn này nói chung ông là fan cực kỳ cứng của ông Trump nhưng tại sao giờ ông lại nói ông Trump là người ngu xuẩn là người kẻ quỷ quyệt tại sao có chuyện đó thì thưa quý vị thường thường chúng ta hay nghe câu chuyện phù thủy và âm binh có đúng không phù thủy tạo ra âm binh phù thủy Donald Trump đã tạo ra âm binh này để những âm binh này là phục vụ cho phù thủy phù thủy kêu cái gì âm binh làm theo cái đó đến một lúc nào đó âm binh thấy rằng là âm binh biết tẩy phù thủy nhưng âm binh vẫn lặng yên âm binh vẫn tiếp tục là phục vụ phù thủy bởi phù thủy nói những điều mà đúng như những gì phù thủy dạy âm binh nhưng giờ tự nhiên một ngày nào đó âm binh thấy ông phù thủy nói ngược lại những gì mình nói thế là âm binh nổi giận như vậy là trước giờ anh lừa tôi mà tôi biết anh lừa tôi cho tôi làm bộ tôi im Bởi vì tôi hy vọng là anh sẽ làm được việc Nhưng bây giờ anh lại Chính anh là anh đi ngược 180 độ Anh sỉ nhục chúng tôi Thùy phủ sỉ nhục âm binh Và ông binh chửi lại phù thủy Ông chửi như thế nào Trong đêm Noel và ông nói đây là món quà Noel cho Donald J. Trump Xin bằng cái thật cho khỏi cái laptop của tôi Sau đây Is an emergency Christmas Day warning to President Trump. You are either completely ignorant about the so called vaccine gene therapy that you helped ram through with Operation Warp Speed, or you're one of the most evil men who has ever lived to push this toxic poison on the public and to attack your constituents when they simply try to save their lives and the lives of others.

ông Donald Trump là một kẻ ngu dốt, ignorant, là một devil, là một devil, một kẻ quỷ quyệt. Không? À, khi ông nói về cái vaccine trên chương trình của cái bà gọi là một tay uh, talk show host người da đen mà cực kỳ bảo thủ. Đó, à, đó là Candice Owen. Đó, à, thì ông Trump nói cái gì ở trên đó Và tại sao những gì đã dẫn đến cái chuyện này Thưa quý vị Đầu tiên hết chúng ta phải đi lại nguyên ủy vấn đề Thấy không Trước hết chúng ta nhớ khi ông Trump làm tổng thống năm 2020 Khi mà bắt đầu Covid nó xảy ra Thì ông nói dối với người dân Mỹ Là Covid không có Covid là do đảng Dân Chủ bịa ra Sau đó Ông bị Covid-19 Vào ngày 26 tháng 9 Khi mà ông giới thiệu bà Amy Buckrest Vào làm thẩm phán tối ca pháp viện Quý nhớ Ngày hôm đó Trước đó ông thử dương tính Sau đó ông thử Asogen là âm tính Bắt đầu thử là PCR PCR là chính xác hơn và người ta cũng nghi rằng ông đã bước vào cái phòng mà gọi là tranh luận với ông Biden là lúc đó đã bị rồi. Chứ ông giấu hoàn toàn. Và điều này được ông me Meadow, cựu tránh văn phòng tòa bạch của ông Trump xác nhận trong cuốn hồi ký của mình. Rồi sau đó ông bị Covid-19 thật. Vào đầu tháng 10, ông phải vào bệnh viện Walter Reed, ông nằm. Khi trở về, ông lột cái khẩu trang ra. Ông thách thức coi như vụ Covid không có Ông làm nhiều chuyện Rồi ông chích lén trong tòa bạch ốc Ông uống thuốc lén trong tòa bạch ốc luôn Được ông con rể Jared yêu cầu FDA chuẩn thuận Bốn liều thuốc khẩn cấp cho bốn người uống Mà bây giờ ta biết ba người là ông, vợ ông và cậu con trai út Còn người thứ tư là ai ta không biết Cho đến bây giờ vẫn yêu kín rồi ông trích lén cho đến khi ông thua cuộc bầu cử. Trong một sự kiện của đảng của của bảo thủ ở tại Orlando vào tháng 2, ông mới tuyên bố rằng ông đã trích hai mũi rồi và ông đã bị người ta phản đối vì fan cứng của ông trước giờ không trích, bởi vì nghe lời ông làm gì có thật mà trích, mà bây giờ ông bảo trích thì người ta la ó, người ta la ó xong nó ê một thời gian ông bảo trích đi trích đi không ai ta tin hết thì mới đây nghe không ở tại đà lạt ông lại khoe ông chích mũi thứ ba ông khoe ông chích mũi thứ ba với lại ông bill o'reilly và bị la ó nhưng ông nói ê mấy anh chỉ là nhóm nhỏ thôi xin mời các thân cho coi cái laptop của tôi để coi cái hôm ở đà lạt ông nói cái gì đây The Booster, Yes, I got it too. Okay, so um, oh, do no, no, That's all. a very tiny group over there. do Các nghe lại lời ông nói như thế nào. Both the president and I are vaxxed, and uh, did you get the booster? Yes, I got it too. Okay, so um, oh, do no, 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 That's all. It's a very tiny group over there. But Có thể là ông nó nó oh, no 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 no, no đừng có quý vị trẻ có nhóm rất nhỏ tiny group bé nhỏ rồi vài ngày sau trong bài diễn văn thứ ba tuần trước nữa khi mà nói về omicron lần đầu tiên ông joe biden dùng cái chữ nhờ chính quyền trước tôi phát triển vaccine mà Hoa Kỳ trở thành một trong quốc gia có vaccine đầu tiên trên thế giới và chữa được bao nhiêu triệu người. Ông Trump sướng quá Trời ơi mặc dù không nói tên Donald Trump Mặc dù không nói tên là Predecessor Predecessor là tiền nhiệm của tôi Ông Biden cũng kiệm chữ quá Đăng lý ông nói là nhờ Tổng thống Trump Hay là nhờ vị tiền nhiệm tôi Không, ông bảo là nhờ chính quyền Trước chính quyền tôi My previous administration Nhưng mà vậy cũng được Không ai hiểu nhưng mọi người đều biết Ông Trump khoái quá Ông lên chương trình để Fox vào Ông ngạc nhiên Ngạc nhiên khi được ông Biden khen Và tôi trân trọng lời khen đó Lời ông Trump nói như thế nào Và tôi nghĩ đây là điều tốt cho nước Mỹ Nhiều người happy, nhiều người vui khi mà thấy ông khen tôi Và đây là một điều, một dấu hiệu tốt cho nước Mỹ Có thể là hai ông làm việc được với nhau Lần đầu tiên trong cái lật đời tranh cử hai ông này Hai ông khen lẫn nhau, lạ quá, lạ quá tại sao như vậy là tôi sẽ tích cho nhưng mà tôi kể cho quý nghe từng sự kiện nó đi như thế âm binh bắt đầu nóng gà âm binh nóng gà rồi bởi vì phù thủy lâu nay kêu âm binh mài dao để chém cái kia mà bây giờ tại sao âm binh lại bảo là dao này dao dỗm hay là trước giờ cái là phù thủy nói thế này hôm nay sao phù thủy lại nói khác âm binh trước giờ theo phù thủy rồi theo đến độ mà vì sĩ diện không dám nói Biết là cái điều mình nói là sai mà vẫn nói Biết rằng ở ngoài nói rằng là Covid không có đừng có trích Về nhà trích lén vẫn trích lén cũng vì phù thủy Tất cả chỉ vì phù thủy mà Nghĩa là fan cứng của ông Trump trở thành những kẻ dối trá Những âm binh cũng ok Vì tôi nguyện đi theo ngài Nhưng ngày hôm nay ngài có vẻ thay đổi Thấy không? từ cái chỗ mà nói chích hai mũi nè chích lén là thừa nhận chích lén rồi qua tới ba mũi nè rồi qua cái chỗ mà khen ông biden đồ bỏ nó bị một cái gì nữa mà âm binh mới đánh lại phù thủy tôi sẽ phân tích tiếp với quý vị sau quảng cáo xin quý vị đừng rời màn hình sct mời quý vị dưới màn hình của lại truyền hình SCT sau đây chúng tôi sẽ trở lại chương trình thời sự 247 tôi nói một cái chuyện món quà giáng sinh của cựu tổng thống Donald Trump do ông Alex Jones chủ trang web Infowars một người cực kỳ cứng fan cực kỳ cứng của ông Trump nhưng ngày hôm nay đã lật kèo ông này là vua chế tin vua bịa tin mà cũng là vua tẩy não thành phần fan cứng của ông Trump luôn ông Trump thắng một phần cũng nhờ công info ông ông Alex Jones này. À. Mà bây giờ ông Alex Jones chửi lại ông Trump Bảo ông là đồ như là ngu xuẩn Nó nói chữ nick ignorant đa hoa Và một kẻ kỳ quyệt chưa từng thấy Vì sao nói như vậy? Bởi vì sau những cái chuyện chuyển biến của ông Trump Mới đây ông Trump trả lời phỏng vấn Trên chương trình của bà Candice Owen Một người bảo thủ da đen Và ông Trump nói rằng vaccine tốt Vaccine này tốt chữa được người ta ngăn chặn cứu được người thì bà này bà mới hỏi nhưng mà tại sao vaccine ra rồi mới giờ dưới thời ông Biden vẫn chết nhiều thì ông Trump bảo tại tụi nó không uống vaccine à không chích vaccine cái đứa chết là tại vì không chích vaccine tức là ý nói là gì tụi mày ngu tụi mày không chịu chích mà tại sao chích tức là bởi vì nghe lời ông chính ông suối người ta đừng chích vaccine mà bây giờ ông đi ông chửi người ta thấy không tức là phù thủy tạo âm binh bây giờ phù thủy đâm cho lưng âm binh âm binh nó đánh lại đúng rồi xin bác thuật cho cái laptop phần trả lời của ông trên show của Candice Owen như thế nào đây Vaccine is one of the greatest achievements of mankind. We would have had a 1917. Remember the Spanish flu killed perhaps a hundred million people. Actually it ended the First World War because the soldiers was so... a lot of people don't know that the soldiers got so sick it was a terrible thing. There were no vaccines. There was no anything. I came up With a vaccine, with three vaccines, all are very, very good. Came up with three of them in less than nine months. It was supposed to take five to twelve years. And, and yet we more say, people have died under COVID this year, by the way, yeah, under Joe Biden, right. than under you. And more people took the vaccine this year, so people are questioning how. Oh well, no, the vaccine worked, but yeah. some people aren't taking the ones. The ones that get very sick and go to the hospital are the ones that don't take the vaccine. But it's still their choice. And if you take the vaccine, you're protected. Look, the... Có thể không? Đó. Ông nói nếu mà quý vị trích vaccine, quý vị sẽ được bảo vệ. Và ông nói luôn. Tôi chỉ đạo. Ma loại vaccine cực tốt trong vòng có 9 tháng mà đáng lẽ phải từ 12, 15 năm người ta mới, mới phát triển được. Tôi nhớ cái thời mà ở bị gọi là cúm Tây Ban Nha. Thời đại nhất thế chiến, bao nhiêu hàng triệu, trăm triệu người bị chết, bao nhiêu chiến sĩ bị chết hồi đó không có thuốc bây giờ có thuốc thuốc con quá tốt quá thế thì các bà nó hỏi tại sao thuốc tốt mà chết nhiều với thời bay lên nó tại nó không chích mấy ngủ nào không chích chứ nó chích để nó vào cho thương đâu à giọt nước tràn ly giọt nước tràn ly và hồi nãy tôi cho quý vị coi đó là cái ông info qua ông nói đó là ông có nhắc đến cái chuyện mà trong cái buổi mà, mà 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 trả lời phỏng vấn này đó ông có nhắc là bởi vì ông trump đã ngu dốt khi mà nói rằng vaccine có hiệu quả trên chương trình của bà Candice Owens. <laughs> ông 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 ông, 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 ông nói rõ như thế. À, thế, giờ. thế thì bây giờ thì bị tại sao nó ra như vậy và tại sao ông ông Trump nói như thế? Nó có những lý do của nó. Từ lâu ngay khi ông Biden lên làm tổng thống, ông Biden không hề nhắc đến ông Trump mà một số người cho là cái công của ông cho là thôi nhá tại vì lúc đầu mà nếu mà có cô nói covid cô thì sản xuất ngay từ đầu nó ngon rồi đợi là tới tháng 11 với, 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 tháng 10 tháng 11 thì mới ra lệnh sản xuất đại khái mấy tháng sau mới ra lệnh sản xuất Thấy không? tới tháng 12 mới có thì gần tới à, tháng tháng 12 mới có sau ngày bầu cử rồi nếu mà làm trước là ngon rồi đúng không nhưng mà thôi đúng là ông có cái công ông kêu phát triển ba loại vaccine đó. Mà trước giờ ông Biden không nói tới Bây giờ ông Biden nói tới Mặc dù không nói tên Nhưng mà đối với ông Trump là quá đủ Bởi vì sao Ông Trump con người ông Nếu cứ bị để ý Nhiều người bảo là ông Trump yêu nước Đúng Ông Trump vì đất nước Chưa chắc đúng Nhưng mà đúng một điều ông Trump ông rất yêu ông Con người ông là tự yêu của ông Ông có cái bệnh Ông là trên hết Me, me, it's me con trời sai xuống có đúng không cái cá nhân chủ nghĩa cái ego cái bản ngã ông trầm rất là lớn chính vậy nó phù hợp một số người chứ nói ông mà yêu nước hơn yêu ông cái đó là sai ông nói là ông yêu nước là nói để quý vị biết thôi để rót nước đường vô tay quý vị thôi và quý vị tưởng tượng ông yêu nước hơn hết no, ông yêu ông hơn hết chính vì ông yêu ông nó ra cái chuyện này khi ông biden chỉ nhắc tới my previous administration trời ơi nó sướng rên mái điều hưu Ông Trump nói mà tôi ngạc nhiên Và tôi trân trọng Từ đó có thể là ông, ông Donald Trump bắt đầu thay đổi Và bây giờ ông đi ông kể là a à, vaccine của tôi Để ông lấy uy tín của ông chứ bị được xác nhận rồi Uy tín của ông Thấy chưa Hey, nhờ tôi mới có ba bác này và bây giờ tôi được ông tổng thống hiện tại thừa nhận tại sao tôi không nhận it's me đó là cá tính của ông trump thì cái đó nó vì ông mà ông nhận cái đó thì ông ngược lại với lại âm bình bởi vì như vậy ông phải khen cái thuốc ông làm ra ông ra lệnh làm ra là tốt chứ có đúng không không lẽ ông ra lệnh làm thuốc là thuốc dở mà ông khen thuốc tốt thì là ông đâm sau lưng âm bình âm bình mới nổi giận âm bình eliason mới nổi giận thấy chưa đó. đó là cái lý do thứ nhất lý do thứ hai nhiều số người ta nói đùa có thể là ông thấy cử chi ông chết nhiều quá <laughs> không có người đi bầu tôi cho quý vị coi cái bản đồ này. đây xin mời thật cho coi cái laptop của tôi cái đây những cái khu vực mà chết nhiều hơn là những khu nào đây đây xin mời đây quý vị thấy đây cái biểu đồ của New York Times cho thấy này 300 người chết trên 100 ngàn người quý vị màu đỏ là những cái cao ti bầu trong Trump Đấy không? Như vậy là chậm, là trên ít nhất 60% bầu trong trâm nha. Màu xanh là bầu cho Biden. Màu xám là độc lập. Quý vị thấy không? Màu xám độc lập. Đó. Thì cái chỗ cái cao nào là bầu cho Biden á, thì chết dưới 200 người trên 100 ngàn người. Cao nào á, quận hạt nào bầu trong trâm á, là chết gần 300 người. Khoảng cứ 270, 280 gì đó. Trên 100 ngàn. Thấy chưa? Quý vị thấy chưa? Đó là thống kê của New York 2 cho thế như vậy là tính nhá là tính đó là từ tháng 1 năm 2021 tới tháng 10, ngày 3 tháng 11 năm nay quý vị thấy không càng ngày càng tăng nè đó, nó tăng lên là quý vị thấy chưa đó, nó tăng lên đó. từ tháng riêng nha đến tháng 11 nó tăng lên tháng riêng nó khoảng 100 người chết trên 100.000 người thì cả ba anh bằng nhau ấy. nhưng mà dần, dần chúng ta thấy những cái quận hạt bầu trong trâm trên 60% là bị chết nhiều hơn bởi vì chúng tôi không chích vaccine chúng tôi nghe lời nghĩa là thủy phù thủy thấy không chúng tôi nghe lời phù thủy đó. còn đây nè xin bảo thầy tôi, tôi coi lại cái laptop tôi, tôi lần nữa đây chúng ta thấy cái bản đồ nước mỹ là những cái vùng đậm á là vùng chết nhiều thì quý vị thấy không đa số là miền nam nước mỹ không vùng này là vùng của donald trump tất cả các tiểu bang này đều bầu trong trump ấy đó quý vị thấy đó thấy không còn bên này là california này quý vị thấy ít nè bên trong này nhiều là bởi vì bên trong này phen cứng trâm không còn bên ngoài bờ biển nó mờ này. còn vùng lưu anh Lân, quý vị thấy không nó mờ ít người chết nè thấy chưa đó. rồi vùng trung tây nè phía trên này là ít người chết vùng dân chủ nè còn vùng trung tây miền nam là quý vị thấy đập đặc luôn đập luôn đó nói như vậy là quý vị biết thấy chưa thế thì bây giờ đó đó là cái chuyện như vậy thành ra đó bây giờ bên âm binh bây giờ không tin phù thủy nữa âm binh giờ đổi qua ủng hộ ông ron để sang tít thống đốc của tiểu bang Florida. À, ông này vẫn còn chống vaccine, trông như hết chống à. Bây giờ họ chuyển qua ủng hộ Ron DeSantis. Nhưng mà cái chính để muốn nói với nghe là gì? Âm binh tạo, à, phù thủy tạo âm binh. Âm binh đến một đoạn lớn nó cắn lại phù thủy. Và phù thủy nói giết đó, dạy giết cho âm binh. Bắt đầu là âm binh nó biết cái, 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 cái điểm yếu của phù thủy. Giống như người ta bảo ông thầy dạy võ dạy ở đệ tử 10 món võ dạy 9 món thôi Dạy đủ 10 món là nó quánh kết ông thầy luôn Thì đó là tình trạng mà ông Donald Trump bị hiện nay Bây giờ ông là quay được Nói như trong Việt Nam gọi là quay đầu vào bờ Ông biết vaccine xịn mà Ông chích ông thấy ngon mà bây giờ ông mới nói Trong khi bao nhiêu năm nay Bao nhiêu người nghe lời ông không chích và chết Tôi đã cho quý vị thấy Bao nhiêu âm binh đã lên bàn thờ ngồi Ngắm gà khỏa thân bây giờ mới biết ông bảo là vắc xin tốt mẹ kiếp đó hồi đó mà nói sớm là tôi đâu lên bàn thờ tôi ngồi thấy chưa lừa cú lừa thế kỷ luôn nhưng mà ai biểu ngu nghe đáng chịu không ông bảo đừng chích không có covid đâu đừng có chích vắc xin nhưng mà tôi đi chích lén chết đáng chịu đó là cái sự thật không thể chối cãi rất là đau đớn nhưng mà nó xảy ra nước mỹ nó bị. còn nhiều chuyện về chuyện này đâu không nào tôi kể quý vị nghe cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình chúng tôi sẽ hẹn quý vị ở chương trình sau